chiều sứ ngày 99. nghe, chín chín, nghe phải nhắc lại cách nói, thế công ty anh ấy là làm cái gì vậy? Nà tha công, sư công sư sư, 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 sư mà, 那他公司是做什么的, Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình là Phan Thủy Dương, bạn của chị Triệu. 我是潘垂阳，赵姐姐的朋友。明台拿到蓝码？我看说的挺好的。我也是河内人，内人板地归林。 Quẩy Ồ, oh, hóa ra là vậy. Ồ, oh, Nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại rồi. Chia lợ. Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用。 thêm bạn xong rồi. Cha hào lọ. Chỉ là nói chuyện phía một chút. Chỉ là léo léo thiên. Hai vị muốn uống cái gì? Lãng quầy sáng yào hơ sở Mình hay đến tiệm này đọc sách, tự học, 我常来这家店看书自习。咖啡卡森瓦卡布奇诺，绿茶咖啡和卡布奇诺。có muốn ă 要不要吃甜品？ Nói chuyện phim đến rất muộn mới ăn cơm. Lão đảo hấn quản, xài chứ phản. Lợi hại như vậy à? Chưa mất lý hại. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. Rồi bí bó tạ 2 tuổi. 来 làm cái gì? 是做什么的？